vẫn ngóng tin sạch áo quần. Sài Gòn ơi, cảm ơn bạn nghìn lần, nghĩa tình ấy làm sao mà quên được. Dù xa xôi vẫn trọn tình ra. Tháng bảy này nghe tin bạn nơi xa, dịch Covid bùa vây bùng phát, cả Sài Gòn phải tạm thời giãn cách như ngày nào. Giãn cách ư, không ngăn được tim người đang đập nhịp yêu thương từ Quảng Trị. Nào mẹ, nào em, nào anh, nào chị, hướng về Sài Gòn gom góp sẻ chia. Tôm cá, trứng gà, bầu bì, rau dưa, muối xạ, muối đùng, hạt tiêu, củ nêm. Mẹ ra vườn hái từ sáng sớm giọt mồ hôi, con đồng vai gầy. Lòng nhiều gửi vào trong ấy, Quảng Trị mình có sao nói vậy, như Sài Gòn hào sảng nhâm văn. Mong một ngày gặp lại bạn bè tri kỷ, tha thiết lắm Sài Gòn Quảng Trị bên nhà rồng vỗ nhịp sóng hiền lương. Nhớ Sài Gòn gửi tròn những yêu.